Vụ thảm án ở Thái Nguyên, đau xót hai cổ áo quan được đặt cạnh nhau trong nhà. Thưa quý vị, cách nhau vài chục mét nhưng có tới 4 đám tang đang được người dân Lương Bình Hai, Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức cho năm nạn nhân trong vụ thảm án kinh hoàng. Chiều ngày 26 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Chính. Sinh năm 1976, trú tại xóm Lương Bình Hai, xã Sơn Phú, Định Hóa, nghi phạm trong vụ dùng dao chém 6 người thương vong. Bước đầu tại cơ quan công an Hoàng Văn Chính khá tỉnh táo, trả lời lạnh lùng, nhát gừng và thừa nhận hành vi dùng dao sát hại vợ cùng với năm người khác. Đối tượng tự nhận nghiện ma túy, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Trong khi đó, chiều tối ngày 26 tháng 12, người dân ở xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú vẫn chưa hết bàng hoàng về việc nghi phạm Hoàng Văn Chính đã có hành vi giả mang chém 5 người tử vong, một người bị thương nặng dọc theo con đường nhỏ chạy giữa làng những người đàn ông phụ nữ ngồi túm tụm lại và ai cũng đau xót khi sớm nhỏ có tới bốn đám tang cùng được tổ chức tiếng kèn tiếng trống chiên vang lên theo tiếng khóc làm không khí càng đau thương hơn và xót xa hơn nữa bởi các nạn nhân đều là anh em họ hàng người quen của nghi phạm các nạn nhân bao gồm chị Ma Thị Hường, sinh năm 1976, vợ chính, anh Lường Văn Bánh, sinh năm 1974, anh trẻ của chính, Hai vợ chồng anh Hoàng Văn Luận sinh năm 1975, chị của Trần Thị Hương sinh năm 1984 là cháu họ của chính, anh Hoàng Văn Nam sinh năm 1994 cháu ruột chính. Riêng anh Đường Văn Hoàng sinh năm 1966 bị thương nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhà nghi phạm chính vào chiều tối ngày 26 tháng 12, bên cạnh di ảnh của người vợ nghi ngút khói hương là hai người con gái vừa đi làm ở Bắc Ninh trở về sau khi nghe tin dữ tiếng khóc kêu mẹ than cha của hai người con gái khiến cho ai đến phiến cũng cảm thấy đau xót cách nhà nghi phạm vài chục mét người thân bà con trong xóm cũng đang tập trung lo tang lễ cho vợ chồng anh hoàng văn luận chị trần thị hương đứng bên cạnh áo quan của bố mẹ dù mặc áo xô trắng nhưng dường như hai cậu con trai của anh chị vẫn chưa hiểu biết hết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình Mỗi khi có ai đến viếng người thân lại nhắc hai con vái tạ cảm ơn. Trong khi cậu con trai lớn học lớp 7 cảm nhận được nỗi đau thì cậu con trai nhỏ học lớp 4 vẫn ngơ ngác hỏi tại sao lại để ảnh bố mẹ ở cạnh nhau, bố mẹ đi chơi đâu mà chưa về. Bà Hoàng Thiệt Khai là chị dâu của vợ chồng anh Luận vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Khoảng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 12, bà dậy nấu cơm, con trai thấy bà ồn ào, tưởng trộm chó nên chạy ra xem. Khi ra cổng con trai bà, thấy đối tượng chính mặc áo cọc, quần đùi, tay cầm dao, sợ quá nên chạy vào nhà. Sau đó, cháu của bà khai hô lớn, bá ơi, bác luận bị ông chính chém chết rồi, lúc này cả gia đình mới hốt khoảng chạy ra. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ mình anh Luận bị chém. Khi xuống sân nhà trưởng thôn thấy cả chị Hương cũng bị chém. Khi ra hiện trường thấy vậy tôi bủng trũng tay chân, chú Luận và Tiếm Hường được hai người con, tên là L, học lớp 7 và H, học lớp 4. Chú Tiếm ấy vừa mới làm nhà xong hồi tháng 7, vẫn nợ khoảng 300 triệu nữa chưa trả hết. Ở sớm chú ấy chẳng va chạm với ai bao giờ, lại còn làm cán bộ tư pháp ở xã, bà Khai nói. Bà Khai lo lắng cho tương lai, hai con nhỏ của vợ chồng anh Luận, khi bố mẹ mất đi thì ai sẽ chăm lo cho các cháu đến nơi đến chốn. Khi bố mẹ hai cháu mất, chúng tôi vẫn giấu không cho các cháu biết. Nhưng cháu L bảo, cháu biết rồi, các bá, đừng có giấu cháu. Cả gia đình ai cũng đau đớn khi cùng lúc, lưỡi dao tàn ác của chính đã cướp đi cả hai vợ chồng anh Luận, chị Hương. Nhưng xót xa hơn là hai cháu ở còn quá nhỏ. Sáng nay, khi cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm với bố mẹ cháu, anh lớn biết chuyện, còn cậu em nhỏ lúc đưa sang nhà người họ hàng vẫn cứ hỏi, bố mẹ cháu đâu rồi, mẹ ơi, mẹ đi chơi à? mà chưa thấy về đón con. Lúc trưa tôi cho ăn cơm, cháu cứ ngồi khóc đòi tìm mẹ, lúc cho bố mẹ vào áo quang, thằng em cứ gào khóc gọi mẹ ơi, mà nghe mà xót xa, bà Khai kể. Bà Khai nói rằng sau khi lo hậu sự cho Anh Luận và chị Hương xong, gia đình họ hàng hai bên sẽ chung tay vào giúp đỡ hai con của Anh Luận, dù sẽ cố gắng lo cho hai cháu ăn học đàng hoàng, song bà Khai cũng mong muốn cộng đồng giúp đỡ phần nào để hai cháu bé có cuộc sống ổn định về sau. Cách gia đình anh Luận không xa là nhà của hai nạn nhân, Lương Văn Bánh Hoàng Văn Nam. Người thân hàng xóm cũng đang xúm lại giúp để tổ chức tang lễ. Trong số những gia đình có người thiệt mạng thì căn nhà của nạn nhân Nam nằm cuối đường thôn và vẫn còn là nhà tranh vách đất, bên trong không có đồ đạc gì đáng giá. Được biết nạn nhân Nam có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã mất hết, có hai chị gái đang ở Trung Quốc, anh trai làm việc trong Nam, Đến chiều tối 26 tháng 12 thì việc ma chay cho Nam do họ hàng giúp đỡ chứ anh chị em ruột chơi ai về kịp. Ông Lã phân tích, trưởng thôn Lương Bình Hai cho biết do có tới 4 đám tang với 5 người ra đi nên toàn bộ dân thôn phải chia nhau ra để giúp đỡ. Trong ngày 27 tháng 12 thôn sẽ cắt cử mọi người ra để cùng giúp đỡ việc mai táng cho các nạn nhân. Ông Tích bày tỏ, chưa bao giờ thôn tôi lại tan thương như vậy, nhưng phải tập trung toàn dân, chia nhau ra cùng lo chiêu thức cho các nạn nhân và hơn thế, người sống cũng cần phải sống sao cho tốt hơn sau sự việc xóa xa này. Quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, hai con của nạn nhân Luận xin liên hệ theo số điện thoại của anh Hoàng Văn Bản 038 897 4856 là anh trai của Luận hoặc trưởng thôn Lương Văn Bình là phân tích 097 216 1472.